Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di sẽ giới thiệu với các bạn một tiết mục ảo thuật vô cùng cổ điển và cũng cực kỳ hấp dẫn. Đó là bút xuyên tiền. Và tất nhiên, để nói là bút xuyên tiền thì chúng ta cần phải có tiền đúng không? Ở đây trên tay của Di có một tờ tiền 1.000. Và cái tờ tiền này chắc chắn là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, không thủng không rách, không bị làm sao cả. Đó. Và ở đây Di có một tập giấy nhớ, một tập giấy màu vàng và ngọn gọi là giấy nhớ, tức là chúng ta sẽ ghi chép và chúng ta dán vào ở đâu đó mà chúng ta cần phải ghi nhớ công việc. Bây giờ Di sẽ lấy một tờ ra, một tờ giấy ra, sau đó Di sẽ gấp đôi cái tờ tiền này lại, gấp đôi tờ tiền lại, ok. Sau đó Di sẽ cho cái tờ giấy nhớ này bọc vào xung quanh bên ngoài cái tờ tiền đó. Bây giờ ở đây Di có cái bút, Di sẽ chọc cái bút này vào chính giữa của cái tờ tiền và giấy nhớ. Ok. Chính giữa. Và bây giờ các bạn hãy xem nhé. Tôi cho nó đâm thủng tờ tiền này. 1, 2, 3. Ok. Nó chỉ cần một chút thôi. Các bạn hãy xem nhé. Bây giờ ấy, cái tờ giấy nhớ của chúng ta đã có một cái lỗ thủng. Nhưng mà cái tờ tiền của chúng ta hoàn toàn không có một lỗ thủng nào cả. Vậy thì bằng cách nào để thực hiện cái tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn và bây giờ là phần hướng dẫn của cái tiết mục ảo thuật này. Để thực hiện tiết mục ảo thuật này, đầu tiên các bạn cần phải có một tờ tiền, một tờ giấy nhớ hoặc là một tờ giấy nào đó bất kỳ và một cây bút. Đầu tiên chúng ta hãy cần phải có sự chuẩn bị về cái tờ tiền trước. Chúng ta hãy gấp đôi cái tờ tiền lại, gấp đôi lại. Sau đó chúng ta hãy xé một phần thật là nhỏ ở giữa cái tờ tiền này, sẽ là ở phía trên đầu. Đây, xé nó ra như thế này. Đó. Chúng ta dựng thẳng ra. Vậy thì như thế này thì khi nhìn từ đằng xa hoàn toàn người ta sẽ không biết là ở đây có một cái lỗ. Ok. Bây giờ này, chúng ta hãy dùng cái tờ giấy nhớ này. Chúng ta hãy xé một mẩu giấy nhớ ra. Và chúng ta hãy gấp đôi cái tờ tiền lại. Và các bạn hãy nhớ này, chúng ta hãy gấp đôi để cho cái phần lành nó nhỏ hơn so với cả cái phần cái đầu mà chúng ta đã xé đôi cái tờ tiền. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần giấy nhớ và chúng ta gấp đôi nó vào bên ngoài như thế này. Ok. Đây là một cái động tác dùng để che giấu. Sau chúng ta sẽ cho cái bút chui vào giữa, mang tiếng là chui vào giữa, nhưng thực sự chúng ta sẽ cho nó đi chui qua cái lỗ mà chúng ta đã rạch sẵn từ trước như thế này. Đó. Và bây giờ khán giả có thể nhìn thấy từ phía đằng trước mặt, cái bút đã nằm ở ngay chính giữa. Sau chúng ta chỉ cần đơn giản cho nó đi xuyên qua. Ok. Vậy thì các bạn hãy nhìn ở phần bên trong của nó. Đây. Đó. Bây giờ cái tờ tiền của chúng ta chỉ đi xuyên qua lỗ này thôi, và cái tờ tiền này nó không đi xuyên qua phần giữa tờ tiền rất là nguyên vẹn. Còn cái tờ giấy nhớ thì đã bị đâm thủng một lỗ. Đó. Sau chúng ta hãy rút cái bút ra, để cho người ta xem ở cái tờ giấy có một cái lỗ to đùng. Và chúng ta hãy dùng cái tay của chúng ta, cái tay phải của chúng ta che đi cái lỗ này và chúng ta vê nó lại. Thì khi vê ấy, thì nó sẽ không bị xô hay bị lệch ra thì người ta nhìn sẽ để ý. Chúng ta hãy làm cho nó phẳng lại. Đó, chúng ta cho người ta xem hai mặt của tờ tiền. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì Di đã hướng dẫn cho các bạn một tiết mục ảo thuật về tờ tiền rất là đơn giản. Đây là một cái tiết mục rất là hấp dẫn. Di chúc tất cả các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn.